Bạn có tin hay không, một chú mèo có thể làm thay đổi cuộc đời của một con người. Chú mèo ấy đã đi vào những tác phẩm văn học, đã từng đóng những bộ phim kể về câu chuyện của chính mình. James Bowen vốn là một người vô gia cư. Anh đã trải qua một tuổi thơ hết sức vất vả. Bố mẹ ly dị, anh cùng mẹ chuyển đến Úc. James thường xuyên bị bắt nạt ở trường và cuối cùng anh quyết định bỏ học khi đang học cấp 3. Được chẩn đoán bị bệnh rối loạn lưỡng cực và các bệnh khác, James gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Đến năm 18 tuổi, anh chuyển về London sống với gia đình người chị cùng cha khác mẹ. Không thể hòa hợp với gia đình người chị và anh đã quyết định sống lang thang ngoài đường phố. Cuộc sống bên ngoài chẳng hề dễ dàng. Anh bắt đầu dùng ma túy, ngủ vạ vật ở chỗ nào trống, ăn thức ăn từ các thùng rác và xin tiền ở mọi ngóc ngách. Mọi thứ cứ như thế cho tới khi James gặp Bob. James gặp chú mèo hoang tại sảnh của một tòa nhà chung cư. Ngày qua ngày, chú mèo cứ ngồi yên mãi như thế với vết thương bị nhiễm trùng ở chân và James bắt đầu lo lắng. Sau khi dò hỏi và xác nhận chú mèo không thuộc về ai, James quyết định mang nó theo và chăm sóc. James đã tiêu hết số tiền của mình để chữa trị cho Bob. Khi Bob đã cảm thấy khỏe hơn, James quyết định thả chú mèo về đường phố với hy vọng nó có thể tìm đường về nhà. Nhưng thay vì về nhà, Bob lại đi theo James ở khắp mọi nơi, kể cả lên xe buýt. Khi hai trái tim khiếm khuyết nhìn thấy nhau, chúng nhất định sẽ gắn kết. Bowen đã quyết định nhận nuôi chú mèo và đặt tên chú là Bob. Và Bob suốt ngày lẻo đẻo đi theo nên James đã làm bộ dây địch để Bob an toàn và dễ di chuyển hơn. Họ cùng nhau đi làm, cùng nhau ngồi trên tuyến xe buýt số 73, cùng nhau tới Covent Garden. Sự hiện diện của Bob và James khiến mọi người chú ý và thích thú. Họ càng nổi tiếng hơn khi James bắt đầu bán báo trên đường phố. Mọi người chú ý tới cặp đôi này nhiều hơn. Họ quay video và up lên YouTube. Du khách nhiều nơi đã tìm đến đây chỉ để xem cặp bạn tri kỷ này. James đã quyết định kết thúc đợt cai nghiện của mình. Anh ấy tin vào Bob, tin rằng sự phát triển tình cảm của anh và Bob sẽ giúp anh thoát khỏi nghiện ngập. James từng nói, tôi tin rằng tất cả đều nhờ anh bạn nhỏ bé này. Cậu ấy chính là lý do mà tôi thức giấc mỗi ngày. Cậu ấy đã cho tôi hướng đi đúng đắn về cuộc sống của mình. James và Bob biểu diễn âm nhạc cùng nhau trên đường phố London. Bộ đôi bất thường này đã chiếm được cảm tình của nhiều người và trở nên nổi tiếng. Một ngày nọ, một nhà báo hỏi James rằng cô ấy có thể viết một cuốn sách về anh ấy và Bob được không? Anh ấy đã đồng ý. Họ đã cho ra cuốn sách A Street Cat Named Bob. Ngay sau khi ra mắt, cuốn sách trở thành hiện tượng và bán được 1 triệu bản ở Anh. Ngay sau đó, nó được dịch ra 30 thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Câu chuyện của James và Bob đã truyền cảm hứng để dựng thành phim và được công chiếu tại London, Anh. Bộ phim do Bob thủ vai của chính nó. Thậm chí, bộ phim đã giành được giải thưởng. Ngoài ra, Bob còn sở hữu một trang cá nhân Instagram với hơn 600.000 lượt follower có tích xanh của riêng mình. Tổng tài sản mà mèo Bob kiếm được cho chủ của nó ước tính là 5 triệu đô. Sau cuốn sách A Street Named Bob, James đã cho ra hàng loạt cuốn sách viết về người bạn thân thiết của mình. Với Bob, James là ân nhân, là người cứu cậu. Với James, Bob là phép nhiệm màu. Bob cho tôi quyết tâm để từ bỏ mà vượt qua ma túy. Sử dụng ma túy là một điều ích kỷ. Bob cho tôi một điều gì khác để hướng tới. Người bạn Bob đã qua đời vào tháng 6 năm 2020 ở tuổi 14. Cái chết của Bob khiến hàng triệu người hâm mộ trên thế giới tiếc thương. Câu chuyện về Bob bên chàng nhạc công đường phố James Bowen đã truyền cảm hứng lạc quan cho hàng triệu tâm hồn trên khắp thế giới.